Toàn đã trở lại với shop Kung Fu của Toàn. Thì hôm nay Toàn có đơn hàng đi Bình Dương và một đơn hàng đi Tây Ninh. Thì đơn hàng đi Bình Dương là bao cát chai lê, còn bao hàng đi Tây Ninh là bao cát đơn hàng đi Tây Ninh là bao cát loại đặc biệt của mình là loại 1m2, loại 2 lớp. Thì dành gửi ra hôm nay mình có hai ba đơn hàng bao cát mình chia sẻ cho anh em xem này. Đây là loại trái lê này. Trọng lượng của nó là 45 kg đây này. Dài 1 mét, có loại dài 80 cũng có luôn. Đấy, có màu đen và màu đỏ. Sau này các bạn treo lên ở nhà thì các bạn có thể treo giống như vậy cũng được này. Đấy, treo dây lên, đấy mình cũng móc lên mái nhà này như vậy. Đấy, treo lên để đấm đá này. Đấy, nó rất hay là ở chỗ các bạn có thể đấm móc được lên gối được. Nó hay hay chỗ đó. Các đòn đấm thẳng, vòng, móc, gối, trỏ các kiểu đánh rất chi là sướng này. Đây là bao cát loại đặc biệt nặng hơn 50 kg của bên mình. Đấy, loại bao này thì chỉ có hơn 50 kg thôi. Còn loại bao này thì nó là trên 35 kg. Đấy, còn cái này là trên 50 kg, còn cái này trên 35. Thì mình nhồi bằng vải khô cắt nhỏ. Đấy, giống như đây là vải khô cắt nhỏ bên mình đây. Đấy, trong nguyên liệu này mình ép và mình nén cho nó chặt. Các bạn nghĩ là 50 kg vải đâu phải ít đâu. Phải mấy bao vải lớn thì mới dồn nén được cái bao này. Đấy, các bạn xem này, màu là màu đỏ đen nhé. Đây là logo thương hiệu bao cát bên nhà mình. Đấy, loại này, loại đặc biệt này thì nó chịu lực nhiều, thành thử cho nó sẽ nhiều dây xích hơn loại bình thường. Loại này có 3 dây xích lận. Đây, và trên thì có cái nắp khóa nữa các bạn, anh em này. Anh em có thể kéo khóa ra đấy, để kiểm tra bên trong. Đấy, có thể các bạn kiểm tra thoải mái được bên trong là như thế nào. Các bạn mua về các bạn có thể tự kiểm tra được. Và các bạn có thể mua vỏ bao cát về các bạn tự nhồi vào được. Và khi nhồi xong các bạn có thể kéo khóa lại, là bao cát nó sẽ đảm bảo hơn, nó không bị bay bụi ra ngoài. Còn đây là bao cát trái lê cũng vậy. Cái dòng trái lê này chịu lực cũng nhiều, nên thành thử ra cũng 3 dây xích luôn nhé các bạn. Rất chỉ là nhiều dây xích. Cũng có cái nắp như vậy. Bao trái lê là nhồi vất vả nhất, không có bao nào mà nhồi khó bằng bao trái lê này. Rất vất vả nhé các bạn. Giá trên thị trường bây giờ là 1 triệu một bao này. Cái này cũng vậy, 1 triệu một bao. Dòng này là nó rất bự, rất khó. Nên 1 triệu còn bao bình thường nó chỉ có 1m2 bình thường chỉ có 750 ngàn. Còn loại bao cát 1m mình báo giá luôn cho anh em biết là 600 ngàn. Còn bao này là nhồi sắn 1 triệu. Bao này nhồi sắn là cũng là 1 triệu. Còn cái vỏ bao cát đây này, cái vỏ bao cát của cái này thì 750 ngàn. Còn vỏ bao cát của cái ông này thì là 650 ngàn. Còn vỏ bao cát của thằng 1m2 bình thường là 400 ngàn. Đấy, còn vỏ bao cát 1m là 350 ngàn. Đấy, mình cũng báo giá cho anh em nắm được hết là vỏ bao cát và bao cát của bên mình rồi. Đấy, anh em mà ủng hộ đặt hàng với mình thì cứ liên hệ trực tiếp với Toản qua số điện thoại là 0987 961 325. Và số điện thoại của mình sẽ để lên trên màn hình cho anh em nhé, cho anh em gọi điện để đặt hàng với mình nhé. Ngoài ra bao cát ra mình có cung cấp dụng cụ tập võ khác như lăm vô tay, lăm vô chân, găng tay boxing, rồi mộc nhân này, giống như mộc nhân này đấy, mộc nhân này đấy, các mộc nhân luôn này, mộc nhân này, bộ tả tay tả chân, bóng phản xạ này, côn nhị khúc, và đặc biệt là rất nhiều loại côn nhị khúc gỗ này, rồi inox này, các loại côn nhị khúc luôn các bạn ạ. Thì các bạn cứ gọi điện đến cho mình để đặt hàng những dòng sản phẩm mà các bạn muốn mua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.